phổ biến đến mức đã đi vào ca dao mới. Ai dám đọ sức với người khổng lồ Google? Tại sao lại là máy tìm kiếm ấy? Thì bởi tất cả quốc gia cái máy tìm kiếm đều quan trọng. Chúng tôi hiểu người dùng Việt Nam hơn. Tôi tự tin có thể cạnh tranh được với Google. Đối đầu với người khổng lồ. Buổi sáng đầu tiên, 6 giờ mùng 1 tháng 1 năm 2015 trên kênh VTV1.